Hello, xin chào tất cả quý cô chú, anh chị em, bà con nhà mình nha. Và hôm nay thì em Tài cũng xin thay mặt cho công ty ô tô Phúc Anh sẽ review cho cả nhà mình một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Đây là một chiếc xe nhập với cả nhà, Kia Rio đời 2015. Hiện tại là bên em đang bán với giá là 295 triệu. Đầu tiên thì mời cả nhà chúng ta cùng đi quanh qua một vòng để chúng ta đánh giá về nước sơn của chiếc xe này ha. Chiếc xe này thì mang biển số là 93A07105. Chiếc xe này là bên em sẽ bao ký rút hồ sơ cho cả nhà mình luôn ha. Xe mình thì được sở hữu một cái màu sơn, đó là màu bạc, còn khá là đẹp nha cả nhà. Là chiếc xe này nhìn qua bề ngoài thì em thấy nó rất là hoàn hảo. Mình thùng, đây là một chiếc xe nhập cho nên là mình thùng rất là cứng cáp nha cả nhà. Đây là một cái chiếc xe mà phân khúc hạng B thôi, nhưng mà khi mà em Tài chạy và trải nghiệm nó thì em thấy là cái độ cách âm nó cũng khá là tốt. Chiếc xe Kia Rio đời 2015 ha cả nhà ha. Chiếc xe của mình thì được sở hữu là sao? Bộ mâm đúc nè và bốn cái bánh còn khá là mới, khoảng 90% nha cả nhà. Nhìn bên bề ngoài em là còn rất là đẹp nha cả nhà. Chiếc xe này thì bên công ty của mình cũng đã bảo trì bảo dưỡng hết rồi, cho nên là cả nhà mình hãy là yên tâm với chiếc xe này. Chiếc xe này thì đời 2015 cho nên là cái form nó là được thiết kế một cách rất là hài hòa, rất là đẹp ha cả nhà ha. Rồi, và đầu tiên thì mời cả nhà cùng đi tìm hiểu cùng xem chiếc xe này ha như thế nào. Rồi, tiếp theo thì cả nhà mình cùng xem ha về phần keo chỉ. Là chiếc xe này mình cam kết là không có cấn đụng, không có bị sùng chỉ, là còn nguyên hết cả nhà ha. Đây là một chiếc xe phiên bản gia đình cho nên là không có chạy taxi dịch vụ, gia đình sử dụng rất là kỹ nè. Tất cả những gân guốc là còn nguyên hết cả nhà. Rồi, tất cả những con ốc nè còn ở trong cái nách cửa nè là chưa có dấu hiệu tháo mở cả nhà, còn khá là đẹp. Rồi cả nhà cùng xem qua bên về cái phần nội thất một chút xíu ha. Thứ nhất là được lên màn hình cam gia rồi cả nhà. Xe này là hoa lăng là có tích hợp, được trang bị hộp số sàn nha cả nhà. Hộp số sàn thì cho chúng ta là tiết kiệm được nhiên liệu ha, và tạo chúng ta một cái sự xe này rất là bền bỉ cả nhà. Rồi ok, mời cả nhà cùng xem cái cánh cửa tiếp theo. Ok, cánh cửa tiếp theo là keo chỉ cũng còn nguyên rin luôn cả nhà, rất là đẹp, chưa có một cái dấu hiệu cắn đụng nào cả. Tiếp theo mời cả nhà cùng đi qua về cái phần cốp sau. Đây là một cái dòng sedan hạng B cho nên là cái cốp sau khá là rộng rãi. Cả nhà thấy không? Rất là rộng rãi luôn. Có thể là chúng ta chứa vài cái vali đồ, chứa rất là nhiều đồ. Chúng ta tìm hiểu đây. Và đặc biệt là cái chiếc xe này là được cách âm rồi, cho nên là chúng ta đi tạo chúng ta một cái cảm giác rất là êm ái và nó không có ồn ha. Đầy đủ đồ nghề hết ha, và bánh mâm đúc luôn cả nhà, bánh xe cua đầy đủ hết cả nhà. Cốp xe rất rộng rãi, rất sạch sẽ. Đặc biệt là phần keo chỉ của cốp sau ha, keo chỉ là còn nguyên hết lên cả nhà, cho nên đây là một chiếc xe mà mình cam kết là không có cấn đụng ha, không có đâm đụng ngập nước gì hết cả nhà. Đây rồi, tiếp theo là về cái phần bon ha, bon của cốp sau ha, đinh bấm nè là còn nguyên xi hết cả nhà. Bên đây cũng vậy. Rồi cả nhà cùng xem về phần tiếp theo. Về cánh cửa bên Tài, cửa sau bên Tài mình quan sát là cũng ok, không có một dấu hiệu cắn đụng nào hết. Đặc biệt là những chiếc xe này là có khóa trẻ em luôn nên rất là an toàn cả nhà. Tấp bi tấp lô còn khá là đẹp. Chiếc xe này mình thấy là ok lắm cả nhà. Cả nhà cùng xem cánh cửa Tài cũng y như vậy luôn, không có dấu hiệu cắn đụng gì hết, rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì mời cả nhà chúng ta cùng xem về cái phần khoang máy ha. Chiếc xe này là động cơ của nó là 1.4 và sử dụng hộp số sàn nữa, cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu nên cả nhà. 100 cây số thì chỉ có tiêu hao khoảng chừng 7 lít xăng thôi cả nhà, cho nên là rất là bền bỉ ha, và rất là tiết kiệm nhiên liệu.
cả nhà mình mà chọn chiếc xe này để mà đi thì phải nói là rất là an toàn nè và rất là yên tâm nè. Và chiếc xe này thì chúng ta bảo trì bảo dưỡng thì nó cũng không có tốn nhiều chi phí nữa cả nhà. Và đồ đạc thì chúng ta sử dụng là rất là thông dụng ha. Đây là hãng Kia. Rồi mời cả nhà chúng ta cùng xem máy của mình có đổ hơi đổ nhớt gì không ha. Đổ hơi không? Máy móc thì rất là êm và không có đổ một tí hơi nào cả nhà ha. Tiếp theo mời cả nhà chúng ta cùng xem về cái phần mà cũng khá quan trọng là để coi thử là cái xe mình có bị cấn đụng bị gì không ha. Ok, keo chỉ là còn nguyên ha. Thậm chí là cái ốc capo chưa mở luôn nha cả nhà. Đây là capo rin luôn, có thương hiệu Kia luôn. Keo chỉ là còn nguyên hết cả nhà. Nên là cả nhà mình hãy yên tâm. Hiện tại là mình đang mở máy lạnh luôn nha cả nhà. Nhưng mà mình thấy là rất là êm. Vâng, tiếp theo thì em Tài xin mời cả nhà chúng ta cùng đi vào phía trong cái khoang nội thất của cái nhà ha. Rồi, tiếp theo thì em Tài xin mời cả nhà chúng ta đi vào cái phần phía bên trong khoang nội thất. Đây, khoang nội thất đầu tiên mình cầm vào cái vô lăng. Thấy là vô lăng có tích hợp lên cả nhà. Và vô lăng thì còn khá là đẹp luôn. Đặc biệt là chúng ta mở kính á, lên kính bấm lên xuống, đây là kính bấm auto nè cả nhà ha. Rồi, ok. Và gương chỉnh điện, khóa cửa, lóc cửa, trang bị đầy đủ hết cả nhà. Và đặc biệt là cái xe này là cũng được chủ xe đã lên một cái màn hình Android khá là lớn rồi. Có màn hình nè và có cam dê luôn cả nhà. Rồi xin mời cả nhà chúng ta cùng xem cam dê ha. Cam dê rất là sáng, rất là rõ ràng. Điều hòa ha, đầy đủ hết cả nhà. Điều hòa rất là mát. Và có sạc pin nè. Sạc pin và chúng ta có thể là cắm USB để đây để chúng ta nghe nhạc luôn. Trần, chúng ta nhìn lên trần nè. Trần này là trần nỉ rin theo xe luôn cả nhà. Khi mà bước vào cái trần nỉ rin theo xe thì mình cảm giác là một chiếc xe rất là rộng rãi và rất là sang trọng. Đây là một chiếc xe là phân khúc hạng B 5 chỗ dòng sedan. Cho nên là cái khoang nội thất ở phía trong đó cả nhà, mình cảm nhận là nó có một cái sự nào đó, nó rất là thoải mái, rất là rộng rãi cho chiếc xe này. Mình đi tìm hiểu thêm về một cái đây gạt mưa ha. Mình kiểm tra về phần gạt mưa. Gạt mưa ok. Gạt mưa này là mình thấy là cũng khá là sạch. Đây là một cái yếu tố cũng rất là an toàn cả nhà ha. À, ok, mình kiểm tra đầy đủ hết để cho cả nhà những cái phần nào mà nó liên quan tới yếu tố an toàn là mình kiểm tra hết cả nhà ha. Rồi còn kính bấm thì đây sử dụng rất là ok. Dán phim cách nhiệt hết rồi cả nhà. Cho nên là cả nhà mình yên tâm ngồi trong xe rất là mát mẻ. Củ số ha. Củ số còn khá là đẹp cả nhà. Mời cả nhà cùng đi trải nghiệm về phần ghế phía sau ha. Đây. Mình ngồi cái phần ghế phía sau nè. Cũng rất là thoải mái, rất rộng rãi nè. Cái khoảng cách từ đầu cho tới cái trần còn dư một khúc nữa, cho nên là mình tạo một cái cảm giác thông thoáng và thoải mái này cả nhà. Kia Rio đời 2015. Hiện tại là bên em đang bán với giá là 295 triệu. Tất cả quý cô chú anh chị em mình mà đang quan tâm và muốn sở hữu chiếc xe này thì hãy nhấc máy lên và gọi cho bên em với số điện thoại là 0777 55 462 hoặc là số điện thoại 0988 111 554 ạ. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều dòng xe, đó chính là cái gì, Vios nè, hoặc là Hyundai Accent nè, hoặc là Cruze nè, rất là nhiều dòng, nó tầm giá là khoảng là dưới 300 triệu, còn rất là nhiều dòng xe. Cho nên là quý vị mà quan tâm những dòng xe khác thì có thể là liên hệ ở bên em, còn rất là nhiều dòng xe nha cả nhà. Có rất là nhiều sự lựa chọn cho cả nhà mình luôn. Cho nên là cả nhà mình khi mà đến ô tô Pháp Anh thì cả nhà mình hãy yên tâm. Lên đây thì bên em sẽ tư vấn một chiếc xe mà phù hợp nhất cho cả nhà mình để mình lựa chọn, để mình có thể là đi sử dụng đi gia đình hoặc là để chạy dịch vụ kiếm thêm. Rồi và tiếp theo thì em xin mời cả nhà mình đi cùng với em. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần khung gầm ha của chiếc xe Kia Rio đời 2015.
và bên em đang bán với giá là 295 triệu. Mời cả nhà chúng ta cùng xem về cái phần gầm. Về phần gầm, gầm bệ thì theo quan sát thì em thấy là chưa có một cái dấu hiệu nào mục một hết cả nhà. Xe này là biển số 93 Bình Phước, cho nên là cái phần phía dưới nè, chúng ta thấy có cái đất đỏ đó, nó hơi dính một chút tí, hơi dính nha, chứ cả nhà mình thấy nó hơi đỏ đỏ đúng không? Nhưng mà em thấy là nó chỉ có hơi dính bụi đất hơi đỏ đỏ thôi, còn lại là chưa có một cái dấu hiệu mục một nào hết cả nhà. Gầm bệ thì sáng. Đây là một chiếc xe nhập hàng nha cả nhà, cho nên là gầm bệ rất là cứng cáp. Đây cả nhà cùng em ha, xem cái gầm bệ. Gầm bệ rất là chắc chắn, cứng cáp, cho nên là tạo chúng ta một cái cảm giác là đi rất là đầm chắc. Rồi tiếp theo mời cả nhà chúng ta cùng xem là ở dưới cái khoang máy động cơ nè, có dấu hiệu là xì nhớt, xì dầu gì không ha. Chúng ta nhìn thôi, máy rất là khô ráo. Và riêng về phần động cơ máy móc thì bên em sẽ là bảo hành cho cả nhà mình luôn là 3 tháng. Và cái này thì cái động cơ máy móc của cái xe Kia Rio này thì nó rất là bền bỉ nè cả nhà, cho nên là cả nhà mình yên tâm và sử dụng. Chi phí mà bảo trì bảo dưỡng của chiếc xe này cũng rất là ít, nên cả nhà mình yên tâm. Và bên em khi mà lấy về và tụi em cũng đã kiểm tra bảo dưỡng hết rồi, nên cả nhà mình yên tâm. Gầm bệ rất là chắc chắn cả nhà ha, không có một tí mục mọt nào hết. Máy số thì ngon, không có đổ dầu, đổ hơi, đổ nhớt gì hết. Cả nhà mình yên tâm ha. Và khi mà cả nhà mình lên đây thì bên em cũng sẽ nâng gầm lên cho cả nhà mình cùng xem. Vừa rồi thì em Tài cũng đã thay mặt cho công ty ô tô Pháp Anh là cũng đã review chiếc xe Kia Rio 2015. Hiện tại là bên em đang bán với giá là 295 triệu. Khoảng chừng 295 triệu để sở hữu một chiếc xe gia đình. Và rất là nhiều option như vậy thì mình thấy là cũng là khá là hợp lý. Và nếu như mà tất cả quý vị, cả nhà chúng ta mà quan tâm tới chiếc xe này thì hãy nhấc máy lên và gọi cho bên nhân viên bên em. Số điện thoại thì em có để phần link ở phía bên dưới ha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau nha. Xin cảm ơn.